Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng do Hội Người cao tuổi thành phố phát động, nhiều hội viên người cao tuổi đã tích cực phát huy vai trò gương mẫu, trở thành tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng noi theo. Một trong những điển hình của phong trào này là ông Đặng Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Năm 2019, sau khoảng thời gian tham gia công tác xã hội tại địa phương, về hưu, ông Đặng Xuân đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Tiến. Những năm qua, dù ở cương vị nào, ông Xuân cũng luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa các phong trào của người cao tuổi ở thôn xã ngày càng phát triển. Học và làm theo Bác, bản thân ông Xuân luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn xã để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nói về cái chỗ Xuân là cái chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã là tôi thấy rằng rất là tuyệt vời, vì ở chỗ này ông rất nhiều việc nhưng mà sao ông không nề hà cái tánh rồi mềm dẻo, cái tánh kiên trì nhẫn nại, nên thì tôi thấy là ông chịu khó chịu cực lên để thể hiện được cái con người mà tôi cũng phải nói là thầy học tập theo cái gương mà cái tánh kiên trì nhẫn nại để chăm lo đời sống người cao tuổi. Hàng năm, ông Xuân chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, kịp thời thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người cao tuổi theo đúng quy định. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi chú đáo, tích cực xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, cùng với các hội viên thành lập nhiều câu lạc bộ như ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, văn nghệ thể dục dưỡng sinh, liên thế hệ tự giúp nhau, v.v. Với các hoạt động thường xuyên sôi nổi, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. Qua đó giúp hội viên người cao tuổi rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu hút cộng đồng noi theo. Mình cứ lấy thành tích là niềm vui của mình, cho nên trong công tác chăm sóc người tuổi cũng vậy. Mình làm được cái việc gì mà cảm thấy được chia sẻ, được động viên, được là cái uy tín mình có. Và cái tính là nói là làm cho bạn được, sẵn sàng sử dụng cái trí tuệ tập thể để là mình là người quyết định cuối cùng. Nhưng mà vì cái chung, cho nên là cái phương châm là bám theo ba nhiệm vụ trọng tâm của hội cao tuổi, luôn luôn quan tâm cho những người yếu thế trong xã hội, nhất là những người cao tuổi. Những việc làm thiết thực của ông Đặng Xuân đã góp phần giúp Hội Người cao tuổi của xã Hòa Tiến hàng năm luôn đạt danh hiệu đơn vị có thành tích xuất sắc của huyện. Nhiều năm liền, ông được Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng.